Trời ơi, thấy ghê quá ha. Không ngờ cái bệnh teo não và sa sút trí tuệ á, nguy hiểm vậy. Nguy hiểm đặc lắm. Đặc biệt là những người lớn tuổi như tụi mình ha anh. Đúng ha quá. Ai mà biết. Thì tôi tưởng là cứ mua mấy cái thuốc hoạt huyết rồi ba cái thuốc dưỡng não, ba thuốc bổ não, mua một nồi luôn vậy đó khỏe rồi. Cái hoạt huyết và thuốc đó, nó chỉ có hỗ trợ chuyện lưu thông máu thôi. Cho nên nó đối với lại cái chuyện mà sa sút trí tuệ và teo não á, nó có một cái hỗ trợ rất là khiêm tốn. Hồi nãy bác sĩ có chia sẻ đó, có thể những sản phẩm mà được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên đó giúp tăng cường cái khả năng giao tiếp, rồi trao đổi các tế bào, mà không hiểu gì hết. Để dễ hiểu, tôi sẽ chạy vô tôi lấy một cái sản phẩm giới thiệu cho hai người. Vậy thì bây giờ mình đã có một cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe và não bộ của mình rồi, đúng không mọi người ơi? Đúng rồi. Những lưu ý để cải thiện sa sút trí tuệ ở người cao tuổi: bổ sung một số loại vitamin hoặc axit béo omega 3 trong chế độ ăn uống hàng ngày. Có thể uống vitamin B liều cao mỗi ngày, có thể giúp làm giảm tốc độ teo não ở những người cao tuổi có dấu hiệu của bệnh Alzheimer, giúp kìm hãm sự tiến triển của căn bệnh. Không hút thuốc lá, giữ cân nặng, tránh béo phì, kiểm soát bệnh đái tháo đường có thể làm giảm chứng sa sút trí tuệ. Có thể dùng sản phẩm thảo dược chiết xuất từ cây thông đất giúp tăng khả năng ghi nhớ, tăng cường tư duy, ngăn ngừa não teo nhỏ và thoái hóa khi về già. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa chứng teo não, sa sút trí tuệ, nhưng cần lưu ý chọn lựa những sản phẩm được cấp phép của Bộ Y tế, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất từ những đơn vị uy tín.